được 4 người trên bản đồ và họ đang có vị trí bò là rất tốt. Trong khi đó thì các đội tuyển khác đang cố gắng để có thể căn ke nhau ở ngoài bò, một thời điểm mà phe đang tương đối là an toàn vào thời điểm này. Bây giờ vị trí này, Golden Group bắt đầu đẩy lên, họ đang đối đầu với cả P-Sport ở đây. Một cái góc rất rất khó, vâng, Y Quang cố gắng để luồn lách và vừa rồi thì đã có một pha xử lý. Và giờ Ghost phải nằm xuống ở đây. WG dừng chân ở vị trí thứ 9. Rất nhiều cuộc chiến đang nổ ra, Đôn Quai đã phải nằm rồi. Đi qua đang xử lý tốt với khẩu MP5 của mình. Một quả bom keo rất rất khó chịu. Vẫn lại tình huống hơi mất nhiều thời gian ở đây, thời gian để cuốn máu. Vòng bo vẫn chưa thu lại, nhưng chúng ta nhìn thấy rằng là Golden Group cũng như là các thành viên của P-Sport đang ở một khu vực rất xa rồi. Vòng bo tiếp theo, Flash đã phải dừng chân ở vị trí thứ 8. Rõ ràng là vòng bo co vào, cả hai đội tuyển này sẽ cùng nhau gặp rất nhiều cái trở ngại. Bây giờ thì bo đốt rất đau rồi, bên phía của team Phát cũng đã nằm ngoài vòng bo rồi. Trong khi đó thì Golden Group đang để vào Golden Group rất thấp máu, bất cứ đội tuyển nào nhìn thấy họ thôi chắc chắn họ sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Bên này thì Vô Lý nhìn thấy một điều gì đó, ăn ngay một viên ốp tới từ vị trí của Văn Thành. Văn Thành vẫn đang cố gắng để khai thác thêm những cái điểm hạ gục. P-Sport còn ai không? P-Sport không còn ai cả. Và Golden Group đang cố gắng chạy vào bò. Bên phía các thành viên của Eagle Esports cũng đang chiếm bò ở đáy dưới như thế kia. Và VGaming quyết định sẽ nằm ngoài vòng bò này, họ không nhường điểm hạ gục cho bất cứ ai cả. Văn Thành phải nằm rồi. Và Izagot là người nhìn thấy vị trí của Văn Thành. Trong vòng bò kia thì bên phía các thành viên của Golden Group họ chỉ có lại có 3 mà thôi, nhưng đang được bắn. Nhưng cột điện này sẽ không đảm bảo cái lợi thế cho Golden Group quá lâu đâu. Ở trong vòng bò đang là Super Sài Gòn với Trainer Esports bắt đầu đẩy vào. Eagle Esports hóa ra mới là cái tên có lợi, bởi một mình họ ở một cánh, một mình họ đang được chơi và một mình họ đang bắn vào tất cả những người chơi đang di chuyển. Họ đang có những cái vị trí backup quá tuyệt vời. Keo đã hết từ vị trí Izagot, một quả cuối cùng keo tàn là Izagot sẽ nằm. Chính xác là như vậy, Izagot kích Tatsuya lên nằm xuống rất kịp thời. Và coi như Izagot vẫn đang có thể sống. Nhưng bên này thì Dark Club đang có cho mình khẩu ốp. Rất nhiều sát thương từ tầm xa được bắn ra bởi Eagle Esports. Họ vẫn đang chủ động với từng phát bắn của mình. Tân DZ cố gắng nấp sau gốc cây. Vẫn còn những quả bom keo cuối cùng. Eagle Esports họ không vội vàng gì cả. Họ cứ chơi một cách bình tĩnh chậm rãi để loại bỏ đi những con mồi mà thôi. Tâm đỏ là nằm. Đó là tình huống xử lý tốt từ vị trí của Dark Club. Nhưng người ăn mạng lại là vị trí của Sonicker. Eagle Esports với 6 điểm hạ gục họ đẩy lên đây. Tấn công của Super Sài Gòn. Và tổng điểm họ sẽ là 8. Bên kia thì sao? Bên kia còn lại cho mình hai người chơi, đó TN và một người trên nữa tôi vẫn chưa biết là ai. Và bắt đầu là những tình huống đang liên tục đẩy vào rồi. Rất nhanh chóng Kilian đẩy vào rất nhanh Tatsuya, nhưng bây giờ bắn là không tốt. Dark Club đẩy đi đâu thì tôi không hiểu nữa. Dark Club vẫn đang có những tình huống xử lý không tốt một chút nào cả. Và cuối cùng Dark Club cũng hạ gục được một người chơi của đối phương. Top 1 Booyah cảm giác rất chơi mốt dành cho Eagle Esports. Vâng, một ván thi đấu đầu tiên diễn ra rất căng thẳng và sôi nổi, nhưng mà chúng ta đã có được một lấy được cái đội đầu tiên lấy được cái Booyah, và đó là Eagle Esports. Một pha giao tranh tốn quá nhiều thời gian của NTN đã khiến cho P-Sport can thiệp vào, vì đó họ lại có thêm những kill dành cho mình. Đến thời điểm này thì P-Sport đã có cho mình là 6 kill và có một thành viên cũng đã có tổng cộng là 4 kill rồi. Đây là con hút đối đầu với cả WG. WG đang ở ngoài bò, vòng bò thu lại sẽ là câu chuyện rất khó khăn dành cho WG. Nhưng ở đây khu vực này chúng ta nhìn thấy WG đang không muốn dừng lại, họ đang muốn công lên. Đi quang khu vực này tiếp tục là nhồi bom với tình huống mà NTN X Hoàng đã khiến cho hai thành viên của đối phương phải nằm xuống. Vâng, WG vẫn chưa thể lao lên ở căn tầng 2 của căn nhà này. Trong khi đó thì ở đây Golden Group đang nỗ lực để có thể phòng ngự. Đây là một tình huống mà Golden Group họ có một cái vị trí tốt hơn.
Ở cái vòng bo này thì đang có rất nhiều đội tuyển ở khu vực này vô cùng chật hẹp, nhưng Genus Esports bằng cái đầu đó thì họ đang có được cái vị trí tốt dành cho mình. Izagot vẫn đang ở khu vực này, vẫn chưa có tình huống công lên đến từ các thành viên WG. Một căn nhà rất rất chật chội với đâu đó khoảng 7 đến 8 thành viên của hai đội. Đúng như vậy, và giờ chúng ta có thể thấy rằng cái sự Golden Group họ đã mất người trong tình huống KDG Flash. Và đó là WAG bắt đầu đẩy lên với một cái cường độ rất mạnh. Họ liên tục đẩy vào và liên tục có những người chơi của WAG cũng như Golden Group phải nằm. Group ra đi ở top 6, NTN Esports cũng đã dừng chân rồi. Và WAG vẫn đang có thể tiến vào trong vòng bo một cách thần kỳ là đầy đủ cả 4 con người. Nhưng nên nhớ rằng Pin Sport vẫn đang ở đây. Và ông chủ của map đảo Thiên Đường là Genus Esports vẫn còn một vài người chơi đang đứng ở ngoài kia. GDP Sport, cái góc của họ đi bo đang là cực kỳ rộng, nhưng vấn đề là họ còn bao nhiêu keo. Theo cách nhìn của tôi thì có vẻ như họ đang còn rất rất nhiều những cái lượng keo này. Phe đẩy vào thứ phía sau của đội hình bên phía Genus Esports và họ sẽ chạm trán trong một tình huống 3-4. Và các thành viên phía của Genus Esports sẽ cần phải rất cẩn trọng trong những cái tình huống tấn công của đối thủ. Và những phe quyết định chơi chậm lại, họ chưa chắc hơn, họ đang chưa muốn đẩy vào hướng này. Nhìn thấy P Sport bắn rất nhanh đến phía của phe. Phe lại đang liên tục có những viên đạn được tạo ra, nhưng Don't Cry trả sát thương là tốt. Và đó thì ngoài bên kia các thành viên của P Sport vẫn cài người một cách cực hay. Với quả bom keo đặt ra là rất tốt, pha di chuyển là rất nhanh. WG thậm chí có thêm một mạng nữa đến vị trí của P Sport. Vâng, đó là một pha xử lý mà rõ ràng là P Sport đang hơi khó khăn một chút với rất nhiều họng súng đang hướng về vị trí của họ. Ở đây thì phe cũng đang có một góc tốt, họ có hai người trong vòng bo và có hai người phía xa để cover cho những người đồng đội phía trước. WG phía kia đang có một khoảng thời gian là tương đối êm đềm một chút, còn Genus Esports với lượng người là quá ít, họ đang không muốn làm những cuộc giao tranh ở đây. Vòng bo bắt đầu là thu lại, rõ ràng P-Sport đang gặp rất nhiều khó chịu. Tất cả ba đội tuyển đều đang hướng về vị trí của P-Sport, họ không muốn đội này đi được vào vòng trong bo. Và WG đang khiến cho P gặp rất nhiều khó khăn, P cơ phải nằm xuống rồi. Bây giờ dường như chỉ còn lại là Don't Cry mà thôi. Don't Cry cũng đang di chuyển, WG tận dụng thời cơ này để tấn công cái vòng bo này. Ai cũng mong muốn có được vị trí tốt ở trong cái thời điểm này. P-Sport đã dừng chân ở vị trí thứ 4. Chúng ta còn 3 đội tuyển thôi, trong khi đó thì phe còn đủ 4 người, WG còn đủ 4 người, và Genus Esports chỉ còn lại là 3 người mà thôi. Genus đang có một người công lên giữa vòng vây của thành viên của phe. WG quyết định là luồn lên phía trên và họ đang làm tạo ra khá nhiều bất ngờ. Đây là vị trí của Dolphin, Dolphin không làm được gì. Vòng kẹo lạc quay người trở lại bắn và Dolphin phải nằm xuống, nhưng Cyrus cũng đã khiến cho kẹo lạc phải nằm. Bây giờ WG vẫn còn đủ cho mình là 4 người, nhưng quả bom đang được ném ra. Vâng, đây là một vị trí WG có quá nhiều lợi thế để lấy được cái Buya trong ván thi đấu này. Đúng là như vậy, bây giờ WG họ đẩy đúng cánh ở đây và họ đang lao xuống rất nhanh. 7 kill đã có WG. Vị trí của anh chàng The Ghost vẫn đang bắn tâm với những khẩu M82B. Tấn công rất nhanh với những quả bom keo như thế này. Và bao nhiêu bom keo để chịu nổi những khẩu M82B này đây. Đường của WG chỉ cần trả lên mà thôi. Và chính xác thì họ đã có được cái Puya, một cảm giác rất chơ boss với 12 kill. Sự chờ lao cả vào đây. Như vậy khu vực này có đến 3 đội tuyển. Rocky Sport thì đội hình của họ đang hơi bị tách ra một chút, và trong khi đó thì phe họ đắp đầu hết keo rồi. Đây là vấn đề thực sự với phe. Trong khi đó thì VGaming họ vẫn đang đắp ở phía cánh còn lại của căn nhà này một cách rất ổn. VGaming còn đồ hay không thì chúng ta cũng chưa được nhìn.
Nhưng bây giờ thì Bảnh đang đẩy ra để bắn vào Sunny D rồi, và Hen đang lên cover Bảnh. Có vẻ như hơi đơn độc, và đó là một tình huống có vẻ như sai lầm bên phía các thành viên của VGaming. Ranger trả lại sát thương là tốt, và bây giờ thì phe là đối tuyển được hưởng lợi khi họ đang bật ra ngoài và tấn công liên tục rồi bên phía các thành viên của VGaming một cách rất rất chủ động. VGaming nằm, đó là một tình huống bay ra và bắn một cách quá thiếu tính toán bên phía của VGaming. Trong khi đó Ranking Esports cũng nối trần, ngương đắc lợi là đây chứ đâu. Và đó là phe có được cho mình kill thứ 9 rồi. 5 đội tuyển với 4 người chơi còn lại, và khu vực sườn đỏ tạm thời đang êm ả một chút dành cho phe. Rồi, một tình huống xử lý rất hay. Phe bị kẹp nhưng mà phe cũng đã làm rất tốt vì game mình. Và Ranking Esports đã phải nằm dưới chân của phe. Còn đây WOG cũng chỉ còn lại là có 3 người mà thôi. Dolphin đã có 2 kill, Cyrus chưa có kill nào, và The Ghost đã có 1 kill. Bây giờ thì họ chạm trán với cả P-Sport. Vị trí kia là vị trí của Nero. Nero đã nằm rồi. Đó là một tình huống mà Cyrus đã KS rất nhanh. Và Nero, người đã có được ít nhất là 6 kill trong ván thi đấu vừa, ván thi đấu này, liệu có đủ để anh ta tiếp tục cạnh tranh MVP hay không? Bây giờ thì WG đang bị nhắm đến bởi đó là Eagle Esports. Eagle Esports đã cứu 3 người sống dậy. Bây giờ họ đang là đội có được cái vị trí rất tốt để hướng đến các thành viên bên với WG. WG đang ở ngoài bò khi liền bắn là liên tục là những quả bom nhồi vào, và cùng với đó là những cái sát thương đầu ra rất mạnh. Dolphin là rất thấp máu, phía trên kia thì The Ghost đã phải nằm rồi. Cyrus là người còn lại cuối cùng cho đội hình của WG, và có lẽ là anh ta cũng không thể qua khỏi cái kiếp nạn này. Và Cyrus cố gắng để đi lên nhưng đã phải nằm rồi, mà đó pha xử lý rất nhanh đến từ vị trí của Killian. Và bây giờ Eagle Esports cũng có được số lượng kill là rất lớn, họ đã có được 9 kill rồi. Bây giờ họ hướng đến các thành viên của phe. Chúng ta còn 3 đội tuyển còn sống trên bản đồ, còn một thành viên duy nhất của P Esports, và anh ta đang đứng án binh bất động. Trong khi đó thì cuộc chơi sẽ chủ yếu thuộc về phe cũng như là Eagle Esports. Đúng là như vậy, và chúng ta phải nhìn thấy rằng bên phía của Eagle Esports thì cái lượng trang bị của họ đang không thực sự là quá tốt. Bởi đơn giản thì nhìn vào vị trí Killian đang phải cầm một khẩu AUG trong cái meta mà chúng ta được nhìn thấy rằng người người nhà nhà vẫn đang sử dụng cho mình những khẩu Famat 3 chip hay là những khẩu Scar 3 chip ở phía trên cao kia, thì team P Esports có người chơi gần như chắc chắn là sẽ làm được cái top 2 rồi. Không ai biết được anh chàng này ở đây cả, và phe đang tan vỡ. Kẹo Lạc là người cuối cùng, Kẹo Lạc đang quăng cái hồi sinh mình dậy, và phe nằm xuống. Top 1 sẽ thuộc về bên phía Eagle Esports, và thêm một cái Buya nữa với 13 kill hay chăng. Bên phía P-Sport làm gì còn cơ hội bây giờ thì đang còn một anh chàng ninja phía trên cao kia. P-Sport vẫn đang chơi trò chơi ninja của mình, và đi đâu về đâu. Xin một góc cam rộng lên để nhìn thấy ra P-Sport đang đứng đâu nào, chứ góc này thì không thể nhìn được. Và đó là bây giờ Hoàng Anh đang trở thành lão tôn rồi, leo cây rất giỏi, và có vẻ như là Hoàng Anh vẫn đang đứng núp ở đây. Nhưng vòng bo thì không ủng hộ anh đâu, vòng bo sẽ co vào cây này sớm mà thôi. P Esports có vẻ như là xông thoát đi được. Bên phía của Eagle Esports cũng biết được đối thủ ở đâu rồi, gần như tầm này biết được. Và như vậy đó sẽ là cái Buya, một cảm giác rất chơ mốt dành cho bên phía của Eagle Esports với 12 kill. Và ngày hôm nay họ đã có double Buya cho mình rồi. Vòng độ sau cũng đã được đứng dậy. Phía bên này thì ông Hoàng Nero cũng đã có một tình huống học đòi một chút đến từ Ranger, là bắn những cái viên súng phóng lựu. May mà đây là súng phóng lựu nhá, chứ là M79 thì khả năng cao anh chàng này cũng nằm rồi. Ở phía bên này thì Domcry cũng đang quan sát rất kỹ càng. Có vẻ rằng thời gian gần đây thì họ sử dụng rất nhiều Nairi, không chỉ riêng cái việc là chặn đi được những cái lượng sát thương hiệu quả lâu hơn đến từ đối phương, mà thay vào đó họ có thể là đấm này, họ có thể là bắn vào những bức tường keo để hồi máu nhanh hơn nữa. Và đang chờ đợi xem liệu rằng là cái cuộc chiến đến từ Gold Group hay đó sẽ là những cái sự cạnh tranh của P-Sport và một thành viên đến từ Super Sài Gòn, thì ai sẽ là người giành chiến thắng đây?
còn có bao nhiêu bên phía OP Sport, họ là đội tuyển đang tiếp cận vòng bo này một cách dễ dàng hơn và đơn giản hơn. Bên trong kia thì vẫn đang kẹt lại trong khu vực nhà thi đấu và có thêm cả sự góp mặt của Super Sài Gòn ở khu vực gần nữa. WG đã dừng chân ở top 8 rồi. M79 vẫn phóng những viên đạn phóng liều, vẫn được phóng rất đều tay, và kia cho gon trong tay của God of Boop. Giờ thì Nero mới rút ra M79 này. Genius Esports dừng chân bởi vòng bo và đây là viên M79 đầu tiên này. Món quà thứ nhất bên phía các thành viên của P Esports, họ bắt đầu tràn vào như nước vỡ vậy. Và đây là đội hình bên phía của P Esports đang tìm kiếm God of Boop, nhưng có vẻ như họ tìm không thấy. Và bản thân họ là đội tuyển đang bị mất người ở trong tiếng vừa rồi. Thôi. Biết được đối phương ở đâu rồi và đang cố gắng chạy ra ngoài rồi. Vẫn đang truy theo và ai là người có kill đây? Nero có thể có kill hay không? Đây bên kia là P Esports lại mất thêm vị trí của Don't Cry nữa. P Esports đang làm cái quái gì vậy? Có thật sự Don't Cry bây giờ không thể cứu được. Nero cùng với cả NewK đều chỉ còn nửa cây máu. Nero sẽ quyết định lùi ra phía bên ngoài, đi săn những cái tên còn lại. DT9 đến từ đội hình của Super Sài Gòn. Họ như những ngư ông đắc lợi vậy. Họ đang tìm kiếm những con mồi đứng ở phía bên ngoài vòng bo kia. Và bo này khá là đau rồi. Ilagos quyết định là chạy ở phía bên ngoài, không thể nào mà tiến sâu hơn vào trong vòng bo cả. DT9 sử dụng bình máu siêu cấp để có thể hồi máu nhanh hơn. TN hiện giờ cũng đang khá thoải mái. Cái vị trí đứng của họ hiện giờ là có thể cam ngược trở lại. Nhưng vừa rồi chúng ta đã được nhìn thấy rằng là đội hình đến từ P Sport vừa cứu được hai người. Gorgos cũng vậy, ui, tranh nhau cứu luôn. Gorgos bây giờ nhưng chỉ cứu được một người. Và thực sự tôi nghĩ không nghĩ rằng sẽ giành được một cái top cao đâu. Eagle Esports ván thi đấu trước giành được một cái Buya. Ở ván thi đấu thứ nhất nữa cũng giành được Buya thì phải. Thì bây giờ họ cũng đang phải ngậm ngùi tại vị trí top thứ 6 trong game thi đấu lần này. Team Blast đã mất người, đó là vị trí của Bloody. Nhưng có được cứu hay không thì không ai nói cả. Và ngay sau đó thôi, Bloody cũng đã phải ra đi rồi. Yanbi ở phía bên trên này cũng đang cố gắng khai thác bởi những cái tình huống đứng từ trên cao. Và chúng ta vừa thấy được rằng Esports Hoàng Anh đã phải nằm xuống. Nero đứng cái góc này cũng khó này. Cái góc này mà hết keo phát là cũng đi. Cái tầm này mà những cái viên đạn Scar 3 chip được xả vào thôi thì Nero cũng đã sẽ phải bay màu sớm. Và chúng ta thấy được rằng là những cái quả keo cuối cùng cũng đang được đặt ra đến từ vị trí của Nero. Kỹ năng ở A124 khiến cho đội hình của Team Flash bắt đầu bị khóa kỹ năng mà cũng có những cái sự nguy hiểm nhất định. NTN Esports vào thi đấu trước top 12. Xin nhắc lại là top 12 không điểm thì ván thi đấu lần này họ đang có ít nhất là cái top 4 và 10 kill được bỏ vào túi rồi. Đây đều là những con số ấn tượng mà họ đang là đội tuyển cháy nhất trên bản đồ. B-Spot vừa khai thác được một điểm, lại có thêm một điểm nữa. Và đó đến từ vị trí của Shin. Soide vừa phải nằm và tiếp tục sẽ tình huống gây ảnh hưởng rất lớn. B-Spot dừng bước ở vị trí top thứ 4, chúng ta sẽ chỉ còn đó là 3 đội tuyển mà thôi. Ở trên kia chúng ta vẫn thấy những viên đạn phóng lựu được phóng xuống rất nhanh. Và NTN Esports đang là cái tên phải đón nhận cơn mưa lựu đạn tuyệt tiêu của Team Flash. Họ vẫn đang tràn ra rất tốt. Bé cười là người cuối cùng còn sống sót, nhưng sát thương tới từ Shin là rất nhiều. Nhưng ở phía dưới kia thì đó là bên phía Super Sài Gòn bắt đầu tràn ra. Flash mất 2. Và giờ thì một mình Shin đứng trên nóc nhà này, nhưng chẳng có chú gà nào để bắt cả. Anh ta đơn độc, anh ta không có cơ hội. Và Super Sài Gòn có thể sẽ giành được cái Buya này. Họ tràn xuống phía dưới. Bên kia thì NTN còn lại hai người chơi, hai đối đầu với hai. 6 quả keo và khẩu cho ngon trên tay của DT9 sẽ làm được những gì đây? Bắt đầu đẩy ra màn giao tranh. Tatsuya được kích hoạt lên liên tục. Và bên này thì sát thương đẩy ra DT9 bắn hơi lôi, nhưng vẫn có được điểm hạ gục. Bên kia thì sao? Cuộc chiến 1-1 phía còn lại không còn là 1-1 nữa mà sẽ là 1-2. Super Sài Gòn sẽ là đội tuyển có được cú Buya. Cảm giác rất chơ boss ở ván đấu này. Có vẻ
được rằng là một viên bắn thẳng vào đầu vị trí The Ghost. Mặc dù The Ghost là tôi để ý thấy được rằng anh chàng này là có một tình huống ke trước nha. Ke cực kỳ lâu, rồi sau đó là cũng phải nằm mà thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tình huống giao tranh của Golem Group với hai thành viên đến từ P-Sport. Nero thì cũng đã có 3 mạng rồi, có vẻ rằng là KPI ván này thì cũng đã đủ. Nhưng liệu rằng là có nâng thêm được hay không thì một lát nữa chúng ta mới được biết. Domcry đã phải nằm, lượng máu không kịp bơm, 8 máu nốc rồi. Bây giờ thì chắc chắn sẽ phải dùng bình trích để có thể đứng lên. Nhưng dùng bình trích xong thì làm sao được có thể kịp bơm máu? Không ai nói dành cho vị trí của Nero cả. Và đó là cái kết dành cho họ ở vị trí top thứ 6 trong game thi đấu lần này. Quay trở lại ở phía bên này thì có một group họ vẫn đang cần phải có thời gian để có cứu được Vô Lý. Tôi thấy cái máu, lượng máu đến từ Vô Lý vẫn chưa được ngừng, vẫn cần phải có một người nào đó được cử xuống để cứu anh chàng này. Đâu đó chúng ta thấy được rằng là Golem Group họ vẫn đang cố gắng để bình tĩnh, chuẩn bị đối đầu với các thành viên đến từ đội hình của WAG. Nhưng vừa rồi thì Vô Lý cũng đã phải nói lời chào rồi. WAG họ thật sự là muốn cạnh tranh những cái khu vực như thế này. Trước đó thì chúng ta có thể thấy được rằng là một thành viên đến từ Genius Esports cũng đã phải nằm xuống. Bên này thì chúng ta có thấy một cái góc nhìn đến từ Izagos bắn cực kỳ hiệu quả. Đội hình của WAG cứ chạy vào bò là bị ăn bắn. Và bây giờ thì họ cũng bị chịu sát thương đến từ cả Eagle nữa. Eagle bây giờ muốn khai thác quá nhiều điều. Họ đang có lợi thế, họ đang bắn, họ đâu đó cũng đã có 1 đến 2 kill rồi. Lucera cùng với cả Killen đều đã có điểm. Đội hình của họ thiếu mất đi vị trí của anh chàng Quyết Nhi, bởi vì Quyết Nhi đã bị bắn nốc. Và bây giờ thì ai vào bo trước, người đấy làm bố. Và hãy cùng chờ đợi xem ai sẽ làm bố trong game thi đấu lần này. Tôi không thấy ai làm bố cả, thấy mỗi team Flash đang làm bố thôi. Vì Flash đang bắn ra ngoài rất nhiều, và Call of Duty cũng như vậy. Và trong khi đó thì cả Eagle Esports và WG thì họ không được làm bố rồi, tại vì họ vào bo là hơi muộn. Và lúc này cuộc đối đầu nó lại là một cuộc đối đầu nó rất là kinh điển, classic. Đó là Call of Duty đối đầu với team Flash. Và lúc này thì Call of Duty họ đang có mình lợi thế rất lớn, đi quảng cố mình năm mạng gục rồi. Nếu như bây giờ hạ cũng được vị trí team Flash thì Call of Duty chắc chắn sẽ được cộng 3 trong bàn thi đấu này. Chả ai đọ với họ về lượng mạng gục nữa cả. Call of Duty chính đang phá cái tình huống vừa rồi rất là ngon nhá. Tuy nhiên họ đứng ở trong nhà, họ nhìn thấy Eagle Sport và WG đang chạy bo Free Fire thôi. Đấy, bắn thoải mái, bắn tự do thôi. Nhưng bây giờ tập trung câu chuyện giữa team Flash cùng với cả Call of Duty 3 đánh 3. Trời, ở trong tình huống này, lúc này đi quang đang đẩy tới một tình huống tấn công tới mình chịu đi quang rất thoải mái. Bloody phải nằm, nhưng Artemis có bình mạ của vị trí Izagot. Izagot sẽ bị kết liễu bởi Artemis đi quang phát hiện vị trí Artemis chưa bắn là trượt. Và chưa có tình huống tấn công hiệu quả, đi quang chạy ra ngoài bò. Dion đang sẵn nhưng Shin lấy cái đầu đến được vị trí Dion rồi. Và bây giờ chỉ còn lại đi quang mà thôi. Đây là câu chuyện cũng rất quan trọng này. 12 mạ gục cho God of War, nhưng bên kia còn Artemis. Hai người chơi có kỹ năng ở đẳng cấp rất cao, họ sẽ đối đầu với nhau. Càng thế nhá. Còn hai người, nhưng lúc này thì đó là một tình huống chơi liệu là tốt tới được vị trí của Artemis. Bắn chưa lấy được mạng đối phương, đang đẩy vào đi. Đôi. Và đó là Artemis. Đấy, đẳng cấp ngôi sao lại lên tiếng, và đó là Booyah. Một cảm giác rất nhiều boss dành cho team Flash. Tôi không hiểu cái tình huống mà họ loanh quanh ở bên ngoài. Tôi cảm giác ấy, lúc đấy là tôi sẽ diễn lại nha. Ví dụ tôi là Binsu, các em vào đi, anh bắn được một mạng rồi,
Bà ông kia đứng trong nhà, anh để em làm nốt bữa lẩu đã. Bà ông kia vẫn chưa đến. Thế đến lúc mà bà ông kia, đây bọn em chạy ra rồi, thì Genius Esports lại bảo, thì Binsu bảo thôi đừng ra nữa, anh bị Genius bao vây rồi, bỏ anh đi. Thế cuối cùng vì mình vẫn bảo bò chậm. Thế ảo thế đấy, cuối cùng vẫn bảo bò chậm, họ rất là xa bò. Và thậm chí bây giờ họ còn đang bị thành viên của Gorbop săn đuổi cơ. Đang là một tình huống mà Binsu, anh đã thấy, thành viên tới Gorbop, anh ta chưa biết phải làm gì. Kabi bị tấn công rồi. Thế tôi nói là cái sự liên lạc của những thành viên của VMing thì nó có vấn đề thật sự, bắt đầu từ tình huống giao tranh trước. Và bây giờ thì Kim Gorbop tràn đến, họ thực sự bị động. Rồi bây giờ ba Binsu cũng gánh được tình huống này nữa rồi. Họ thực sự bị động ở trong bán thi đấu này. Và cái cách chơi này của VMing rất khó để họ có thể đối đầu với những team mạnh. Và ngay lập tức một tình huống bắn tới từ Dian với khẩu 3 số 2 cầm tay. Bật kèo đấy, bật kèo đấy. Ôi, quả kèo kìa gì đây. Bật kèo trượt tới vì chưa hoàn thành. Ôi trời ơi. Và thôi rồi, VMing một tình huống bắn như bắn ranh ấy nhỉ. Có vẻ là cái ping, tôi không biết là đầu tiên là phải nói đến vấn đề tai nghe, khả năng cao tai nghe phải lỗi cồn nhào chưa nghe thấy gì, rất ảo ảo. Đây thứ hai là mạng, mạng là hơi không được, thi đấu studio không thể có chuyện mạng lag được. Tất cả mọi người cùng ngồi cùng với nhau. Tôi gọi là có một cái lý do khách quan để gọi là biện minh thôi. Tôi cũng biết là mạng ở studio là như nào mà. Rồi chúng ta có thể nhìn thấy được rằng những cái tình huống giao tranh vừa rồi đến từ đội hình của VMing rất mà mang nhiều cái tính chất gọi là hài hước, vui vẻ, và những đôi phần nào đó không có sự hiệu quả. Không sao cả, chúng ta hãy cùng nhau nhìn một đội tuyển khác cũng đang cố gắng để có thực sự hiệu quả, đó là đội tuyển của Team Flat. Nhưng vừa rồi chắc có hiệu quả, phụ hoàng quá, có hiệu quả. Một viên M79, hai viên M79, đối phương nằm tới hai người. Bây giờ thì Shin sẽ tiếp tục đẩy xuống để có thể đi tìm được cái mạng hạ gục đến từ vị trí của Vũ Đại. Vũ Đại đang bị bắn nằm xuống rồi. Team này đúng thực sự là muốn khai thác tất cả những gì mà VGaming chưa làm được. Đây sẽ là một dấu chấm hết dành cho đội hình của Super Sài Gòn. Họ đang càn quét. Đó sẽ là cái mạng hạ gục cuối cùng dành cho vị trí của Artemis. Một tình huống nhảy jump shot cũng như là một tình huống chấm dứt niềm hy vọng đến từ đội hình của Super Sài Gòn. Ở trong một diễn biến khác, đó là WAG. Họ cũng đang rất bận với cuộc đụng độ với cả hai cái tên, đó là Genius Esports cùng với cả đội hình của God Group. Nhưng mà ai vào bo trước đây, ai chiếm được cho mình những vị trí đẹp nhất, đây là một cái góc đứng khó. Khi mà các bạn đẩy đến đây rồi ấy, thì rất nhiều những đội tuyển cũng muốn đẩy đến đây, đặc biệt đó là cái khu vực mà có tận tới là ba người chơi. Vừa rồi Puni phải ăn một quả nết đến từ vị trí của Dion. Ở phía bên này thì Cyrus cũng đã nghe thấy những tiếng nổ và chắc chắn anh chàng này muốn cam ngược ở phía bên trong ra, nhưng chắc chắn sẽ có những cái cuộc đụng độ sớm đến từ đội hình của Gorm Group cùng với đó đội hình của WAG, khi họ đều là hai cái tên đang có cho mình vị trí đứng đẹp ở trong vòng bo. Ở phía bên này thì vị trí của anh chàng Dolphin sau một tuần nghỉ ngơi sơi nước thì cũng đang quay trở lại với những cái góc độ tuyển thủ của bản thân mình. Những quả lựu ăn mòn bắt đầu được ném ra, đối thủ đã ngồi một góc khá đẹp để có thể né đi những cái làn đạn, né đi những cái lượng sát thương vũ khí nổ của đội hình của WAG. Ở phía bên này thì Night Khai, đây rồi, cảm giác như kiểu không nhìn thấy gì, không nghe gì nhỉ, đứng ở trong từng đấy lựu băng với cả lựu ăn mòn thì ai chả lú hết cả đầu. Cho anh đứng ở đấy anh cũng lú hết cả đầu mà còn vòng bo đốt nữa cơ. Rõ ràng là một tình huống mà WAG đã có được mình những mạng hạ gục ngon lành. Và bây giờ với 10 mạng này thì tôi nghĩ rằng nếu như WAG vào được bo cuối thì họ sẽ có điểm cộng trong ván thi đấu này. Nhưng mà vấn đề có vào được bo cuối hay không thì tôi chưa biết. Bây giờ WAG họ đang thi đấu với nhau là tương đối ổn định, nhưng God of War đang đẩy qua. Họ cần qua nốt cái ải này đã trước khi đối đầu với Team Flash trong vòng bo. Flash bây giờ đứng trong vòng bo không ai cản họ được nữa rồi. Krillin đã phải nằm xuống, mạng cũng tới đi ra con. Cyrus đẩy qua, Cyrus bắn chỉ vào kèo mà thôi. Đang bị đốt máu là rất nhiều. WG đang đứng vững trong tình huống này, nhưng rất nhiều, có rất nhiều những thứ đang được ném về phía họ. Ui, Dion bắn quả M19 nó chất lượng quá, hỏng rồi. Những thành viên tới WG vẫn đang phải chạy ngoài bò, nhưng lúc này thì không ai cứu được vị trí của Cyrus nữa. Dolphin, anh ta làm được gì? Anh ta sự trở lại của Dolphin không làm được gì cả. Tôi hét thế cho nó kịch tính thôi, chứ thật ra tình huống đấy thì ai chả biết là phải nằm xuống rồi. Giờ mình hét thế cho nó kịch tính thôi, chứ bây giờ bảo là dễ dàng bị quét sạch bởi God of War thì fan WG họ sẽ không đồng ý cho lắm. Đấy, trong khi đó Team Flash bảo ui tầm này mình ngắm chum trong vòng bo chả có ai cạnh tranh Team Flash cả. Flash đứng ở đúng cái chỗ mà Team WG họ thường hay đứng, nhưng mà mỗi tội này không có Team WG ở đây. Và bây giờ một tình huống bắn siêu cao, một góc siêu cao, có trúng không? Có trúng không? Không trúng rồi. Chúng có mà loạn là đang làm tình huống tấn công rất thoải mái tới vị trí của Team Flash. Và những thành viên của God of War thì đang bị bo nó đốt từ phía đằng sau, rất căng thẳng. Và những thành viên của God of War đang chạy dọc theo hàng rào, nhưng mà thật cái hàng rào này nó hơi thấp, thế nên nó có chạy dọc theo hàng rào thì cái khoảng
mà họ đến được với bo, đến được với tâm bo cũng rất xa. Trong khi đó thì team Flash đang có mình lợi thế với tầm cao. Bloody hạ nhẹ nhàng hạ cùng vị trí Visa God. Thôi xong rồi, vâng, trời cứu, không còn ai cứu đâu. Vô lý, thậm chí lúc này đang phải đứng out bo, nhưng Shin Bia cũng tới đi quẳng. Đây có thể sẽ là một tình huống thay đổi cuộc chơi hay chăng, khi mà những thành viên tới từ GDS Esports vẫn đứng ở một mé nhất định. Những thành viên tới từ con Wolf đang tràn lên GDS Bondi. Ôi, bắn đằng sau bên như vậy là GDS Esports đã tấn công God of Warp. Và bây giờ GDS Esports đã bị quét sạch ở bán thi đấu này. Nhưng God of Warp mới đang là những người có thể có mình cơ hội giành được Booyah. Một tình huống mà Yanmin, ok, ui, tay hơi run, tay hơi cao tới được vị trí của Yanmin. Vâng, team Flash hôm nay họ quyết định là tấu 2 rồi, hoặc họ quyết định sẽ donate dành cho God of Warp một cái Booyah. Và ít thì có một cái Booyah, và nhiều thì team Flash có hai cái Booyah. Lúc này thì God of Warp họ vẫn đang áp sát vào vị trí của team Flash. Nhưng mà tính ra Flash tình huống đó bắn rất là mất tập trung nha. Và để xem Yanmin có thể làm gì không. Anh ta tay hơi cuồng, bắn đủ sức để hạ cùng đối phương. Và bây giờ thì không còn gì cứu nữa rồi. Hết cứu, đi quảng cỗ cho mình Booyah vào màn thi đấu này. Nó gọi là của thiên trả địa thôi. Ván đấu trước thì ông Flash ông lấy của God of Warp một cái Booyah, thì ván đấu này ông phải trả lại người ta một cái chứ. Ván trước người ta bắn